được tới giờ là chờ tới giờ bay qua bên qua gia cái gia thôi. Ờ à, đâu phải không? Ờ à, đúng rồi, hành lý của em. Ê, nhập cảnh qua Ấn thành công rồi, cắt bước ha. Sao ốc phát ai dục quá vậy? À cái gì máy từ chuyện giờ rồi này phải không? Đó thầy máy chi là đồ đây các thầy, cái đồ đây. Giờ tính lời tắt nghiệp rồi, nhìn anh nhìn hai ngày nay không tắt nghiệp các thầy, để qua khi qua Ấn rồi rồi tắt nghiệp. Thầy dắt lấy một cái xe nữa thầy, tại vì hai xe ba xe gì mới chở được. Cái thùng hàng của mình kìa, cái thùng đồ của mình kìa, cái thùng đồ của cô ấy kìa. Giờ là lấy hành lý hả? Lấy hành lý rồi mình sẽ đi nha. Nhiều quá chị, nhiều quá chị để một túi bên đây đi, còn một túi đồ của cô kia nha. Những cái khoảng cách này là quay cho thầy sư phụ thầy thấy là nhập cảnh như thế nào đó, thì thịt quan sư đẩy thấy không. Sư nào cũng hai ba ly đấy. Vậy thì kéo qua đó đi thầy. Quá tốt đẹp rồi, sáng dương là đồ nhiều quá. Các thầy thì không có đồ gì cả, nên các thầy cũng phải hỗ trợ sáng dương cầm đồ, nên mọi người cũng hoan hỷ ha. Đương đồ nè, rồi đồ ăn nè, cũng như cái đồ của cái sư cô kia cũng nhờ gửi qua chùa nữa. Hả? Của mình đủ chưa cô sư? Sư Minh Đức của mình đủ chưa? Năm cái đủ chưa sư? Năm của cô kia hai cái nè. Ai của cô kia là cô kia hai cái nè. Bọc xôi đó, cứ bọc xôi đó. Bọc xôi đó sư. Rồi thấy mình đi thôi. À sư để lên đây nè. Để sư bỏ đây nè. Đấy. Ba sư đã tới Ấn Độ rồi. Gần như là 99% là qua được một tí nữa thôi, một tí nữa một chuyến máy bay thôi. Tổng số của thầy tịch quen như thế nào vậy sư ơi? Dạ đi là Phật, con rất là hoan hỷ, nhưng mà rất là sư có gửi đôi lời nào đến thầy Phúc Giác không? Dạ. Con đã tới Ấn rồi. Dạ. Con chào tất cả các quý thầy, con đã được đặt chân tới đất Ấn Độ. Con rất là hoan hỷ khi mà lần đầu tiên được đặt chân lên nơi đất Ấn Độ, nơi Đức Phật giảng sinh. A Di Đà Phật, con rất là hoan hỷ. Con cũng gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các quý thầy, quý cô cũng như là mọi người đều được hạnh phúc, được bình an, được sống trong sống theo nha. Trong ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Đó là những lời chia sẻ của thầy Tịch Quang ha. Đấy. Đó, bây giờ là chờ đi ra nữa. Tức là phải mình phải check in lại một lần nữa mới bay được qua bên kia.
Đây là tỉnh của Ấn Độ. Cái viên vé một lần nữa mà. À, cho đây một lần nữa. Đừng ai bỏ cục sạc dự phòng vào trong hành lý nữa nha. Dạ đi đi sư ơi, sư chị kêu đi. Đây các sư. Nó nhảy mà. Thì nó đuổi giờ mà. Tức là người ta định vị cái thời tiết với là nhiệt độ ở cái vị trí mình ấy. À, đặt dọc thế. Tuyệt vời. Xe này nó bị cứng vậy ta. Cản bước sư đi. Bánh xe của sư có lúc đi lúc không. Đó, giờ đi nha cả nhà. Ủa, chó. Chó mặt đen vậy nha. Chó à. Lực lượng an ninh nè. Đấy, chó. Chó to quá. Chó quá to luôn. Chó bạc rê, Việt Nam mình gọi là chó bạc rê. Rồi mình đi lên qua bên phe bên sân, chắc là đi qua sân bay Nội Bài á. Bây giờ chắc mình đi qua sân bay Nội Bài, nó nhầm. Nội Bài không phải sân bay nội địa của Ấn Độ. Đúng rồi. Đây sân bay quốc tế. Đó, trời sáng rồi đó. Ồ, trời sáng đẹp ghê không? Chắc thấy nữa phải thay đồ. Ủa chị, vậy là mình qua bên sân bay nội địa hay là mình ở đây? Bây giờ mình có 6 giờ ạ. 6 giờ. Giờ của nó 6 giờ. Giờ ở đây mình có 6 giờ 5, 6 giờ 10 thôi. Đúng rồi, mình nó sau mình tiếp nữa. Tại vì cái đây có cài đặt giờ quốc tế thì nó nhảy lại á. Thế thì bây giờ ngồi nghỉ mình check-in, lúc nào đi mới check-in chắc. Chắc. Ở đây lạnh lắm cả nhà. Ở kia lạnh lắm nha, trời sáng rồi đó. Ở đây đông quá thì ủa mà mình qua bên sân bay nội địa hay là sân bay này? Sân bay. À. Đi lên lầu đợi. Phải đợi rồi lên đó hả? Đây. Đi lên. Đợi lên trên, còn đi là ra ngoài chơi được ta. Thế thôi mình ngồi đây một tí đi, xong rồi mình lên lầu sau. Nè cái cô ấy đang dùng buổi sáng kìa. Con ấy dùng bữa kìa. Dùng bữa vậy. Anh đi sư Quang ơi. Tí nữa em sẽ đổi sim nha. Tại vì có một cái sim mà. Qua đó mua sim rồi. Thêm cho các thầy. Giờ là mình dừng chân nghỉ thôi. Giờ là mình sẽ dừng chân mình nghỉ đây. Thôi thì các thầy dùng mấy giờ mới bay chị 5 tiếng luôn hả? 5 tiếng luôn mà. Đó thì mới dùng. Thôi chứ ngồi cứ ngồi đợi thôi. Thì các thầy đang dùng buổi sáng tại sân bay ha. Đã quay xe cho mình mọi người một tí. Chứ không mắc con rồi mọi người lại bảo kho Thắng Dương rồi. Đấy. Đây là của cô Phật tử. Đây cô chuẩn bị cô mình đã còn em tá túc các con tá túc ở nhà cô đó rồi, cô đó chuẩn bị cho các sư đó. Hiện tại là chờ một chuyến vé máy bay hai nữa là đi tới lên Đức Phật ha. Đó các bạn cho mọi người xem vậy ha. Rồi bây giờ thì em đang up clip cho cả nhà mình xem, và chờ em một tí nhé.
mọi người nha. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn thầy Tịch Quang uống nước ở theo phong cách Ấn nha. Đó. Rồi nếu mà mọi người thích uống bằng chai thì vô Hấn, bằng giống như chị này Hấn nè. Còn mọi người muốn uống trực tiếp á thì rất là lạ ha. Đây, ở bên đây thì có bạn hướng dẫn luôn nha. Thầy Tịch Quang á là lấy cái tay bịch ở đây nè. Nè, thầy bịch ở đây, là nước chảy đây nè. Dạ, uống nước lấy ở đây nè. Đó. Uống lấy đây. Người Ấn thì uống vậy á. Đó, thầy để miệng vô. Ta che cái miệng vô. Đúng rồi. Còn mình có cái chai mình hứng. Uống rồi lấy vô. Dạ dạ, để vô. Nước chảy đó. Đó là vậy thôi, đó. Cầm cho ngay. Dạ thôi. Còn cái kia là biết sao không? Kia là mình không có cái chai. Đúng rồi. Đúng rồi. Có chai thì mình sẽ hứng cái miệng mình vô đây. Đó, thầy thử đi. Không cần bịch đâu, đó nước uống á thầy, nước uống á. Đấy, như người Ấn người ta uống nè, đấy người Ấn thôi, đấy uống luôn đi, rất là phong cách ha. Đấy, sân bay rộng quá cả nhà. Sân bay đẹp quá thầy ha. À, con. Bay to ghê. Sân bay quốc tế hả? Là sân bay quốc tế. Sân bay quốc tế của cô là cái gì? Takaya hả? Đúng rồi. Đó. Không, thủ đô là thủ đô khác, còn cái đây là sân bay của Takaya hay gì á? Vâng. Người nha, thì các thầy cũng đã vào được check in trong phòng vé nữa rồi, thì chuẩn bị lên sân bay sẽ tới Gaya. Cô Kata sẽ đến Gaya nha. Đó. Rất là đẹp ha. Ấn Độ này sương mù rất là nhiều. Ấn Độ thì thua Việt Nam là 1.5 tiếng. Đó. Sư phụ qua đây thì sư phụ cũng phải có người hướng dẫn cho sư phụ ơi. Sư phụ qua đây thì rất là khó khăn à. Có hay là cũng có người là phiên dịch cho mình chứ không là mình cũng khó, là khó đi cho thầy ha. Khó ảnh luôn á. Khó lắm á. Giấy tờ tiếng Anh này, phòng vé các thứ. Kể cả đi vệ sinh cũng khó luôn. Đấy đúng rồi. Người hướng dẫn là chịu chết luôn đó. Dạ. Bây giờ sẽ ngồi chờ lên sân bay nha mọi người. Thắng Dương tới rồi mọi người ơi. Đây, Thắng Dương tới rồi nha. Đây, phía sau là thầy Minh Đức. Tới rồi nha. Đã tới Gaya rồi. Gaya. Lục xác. Đó cái da rồi, đó vui rồi. Giờ mà lấy hành lý thôi cả nhà. Quá vui rồi thầy ơi, tới được rồi. Quá vui rồi, quá vui rồi. Quay cười quá tươi luôn. Ở bên đây thì mình thấy rất là nóng nha. Cũng như Việt Nam thôi. Không biết buổi tối hay là như thế nào thôi. Thấy giờ vẫn còn một cái nữa hả? Giờ mình đi về chỗ đó có 10 cây à? Quá gần luôn, quá mệt lắm rồi. Giờ về ngủ một tí thôi. Nghĩ là tí là đảo vào hả? Quá tuyệt vời. Giờ phải lấy hành lý nha cả nhà. Hành lý rồi sẽ bắt xe túc đi nha. Thì sẽ lấy đồ ha. Đây. Ở đây là có sư ở Campuchia tới nha. Cái đàn sư ở Campuchia nè. Có chào hỏi mình ở ngoài lúc mà là ở An Ninh á. Sư Campuchia.
giờ chờ lấy đồ nha. Giây phút này giờ là giây phút mà sợ là cái hành lý nha, vali nha. Thầy lấy vali xong rồi cả nhà nha, giờ đi túc túc về nha cả nhà. Đó, vừa bước ra đây là thấy một cái tượng Phật rất là đẹp ha, Phật Thích Ca đó, ngồi rất là đẹp cả nhà. Các thầy có bông hoa xem một tí không thầy? Đấy, 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 người ta qua lên ta lại quá trời đấy. Đấy, đấy, thầy Quảng Đạt rất là thích ha. Đây là các rất nhiều người. Đây đẹp nha mọi người. Đó. Rồi các thầy gọn ra đi, rồi sao các thầy vô ấy. Rồi được rồi, được rồi. Đấy, chị hứa chị đứng chị đánh lễ cho nhanh đi, đánh lễ cho nhanh đi chứ đường xá tôi đi. Đó, đây đẹp quá như cái nhà, đẹp quá trời luôn á. Sân bay nó có cái này ha, đẹp quá trời luôn. Rồi kìa. Rồi. Sẽ đến lễ đi, đến lễ nhanh được mà sao không sao đâu. À, y áo mà hả? Không lỡ rồi, mình đâu có. Đấy, các thầy đây. Các thầy bảo là mặc y áo mới đánh lễ. Thế thôi mình đi thôi, thế là mình đi. Đi nào chị, đi thôi. Đi hả? Thầy bảo là mặc y áo được nha. Đây thì Gaya, nơi mà. No, đi ngược lại thầy ơi. Bên kia. Ôi chị cầm súng à. Chị thấy nữ an ninh cầm súng thì thầy thấy ghê không? Thôi đi, let's go. Ham đi. À, có cầm súng cần có mọi người. Đó cái súng kìa. Rồi. Thôi đi thầy. Tí nữa là bỏi thầy một. Đấy, chị đi theo. Thôi đi ra đi về vậy. Giờ ai cũng mệt hết rồi. Đi về đi. Bây giờ có gì sư cô kia đợi mình không? Quầy đây đợi chị cầm súng to quá cả nhà. Ở đây biết chính trị như thế nào, cầm súng to quá này. Những người bán đề đang ngồi chờ ăn xin ha. Mắt mình là vậy, lá cờ Ấn Độ rất là to cả nhà. Đó là em tới Ấn Độ nha. Chỉ nhớ đây ăn xin nhiều á, người ta phải có cái súng để người ta đảm bảo an ninh ở đây ha, đảm bảo an ninh ở sân bay. Đó. Rồi sư cô đâu? I
7% How many percent? 5% or 7%? Thôi mình về chùa đi thầy, mình về chùa đi. Về chùa đi thầy. Rồi sư cô kìa, sư cô kìa. Sư cô, sư cô có 2-3 người, 2-3 người. Rồi do đoàn con sư cô đã đi ra mà mình đi luôn, mình đi với sư cô cho khỏe. Đi cùng với sư cô luôn cả nhà. Đây là nước Ấn Độ ha, nó cờ Ấn Độ cả nhà. Nước các bạn, nước bạn Ấn Độ. Rồi. Ôi, mua đông cái gì? Nên như ở đây chính trị không có được ổn định thầy. an ninh ở đây không được ổn định, cầm súng quá trời thấy ghê quá. Giờ lên xe cả nhà ha. Xe túc túc qua cả nhà. Xe túc túc đây. Từ từ thầy ơi, từ từ lên xe đây. Thầy quán đạt thầy đứng ngay cái chỗ đồ mình đi. Cứ để sư cô sắp xếp đi. Để sư cô sắp xếp đi. Sư cô sắp xếp bên kia trước đã. Bên đây nắng quá cả nhà ơi. Bên đây là 12 giờ trưa, nắng quá. Rất là nắng ha. Rồi nhiều xe đây nè. Cả 2 xe rồi. Xe 300 mà bên cô đi 2 xe. Đây xe nha. Bảo qua đi. Xe 300 hả? Mình có thể để hành lý vô 1 xe và mình đi chung ông nào, 1 xe. Alo, bà tên gì? Kéo khoác của em ha, thầy Minh Đức ăn mang ha. Thầy cũng chả biết sao nữa. Thầy có chừng mấy giấy tờ nha, giấy tờ cẩn thận nha. Dạ, dạ, giấy tờ cẩn thận. Em ơi, chị quay hay là em quay cho con chung với thầy? Thì... Chân, bị cầm ăn nhau. Ok, xịp cầm. Cầm xịp. Thôi vậy, thôi. Hai thầy cất xe đang quay cái nha. Rồi thầy đi qua đây với con đi cho vui thầy tụi em ơi. Thầy đi xe này. Thầy đi xe này. Minh Đức đi cùng với đó.
cái xe đó. Đúng chưa? Bên này, bên này, bên này. Giờ để ba xe em với chị đi một xe đi. Driver close by. Namaste. Namaste. Ok, em với chị đi xe này. Rồi hai xe chắc là 600 hả? Như vậy mình mới quay, đúng không? Chứ mình ngồi chung một xe mình khó quay. Một chiếc xe là 300 rupee. 300 rupee. Hai xe là 600. Rồi đi thôi. Rồi. Rồi ok, đây là lần đầu các thầy đi đi xe túc túc nha. Đấy, các thầy đi xe túc túc đấy. Các thầy chạy lần đầu trải nghiệm xe túc túc đấy. Có sợ là anh này chở đi qua Campuchia luôn á. Qua đây rồi thì vui vẻ rồi, quá vui rồi. Các thầy là bị bắt chở đi Ấn Độ rồi. Where do we go now, sir? Where do we go now? Nam. Yeah. Where do we go? Bodh Gaya. Bodh Gaya. Thank you. Your homeland? Your homeland, Bodh Gaya? Yeah, yeah, okay, Bodh Gaya. Buddha land? Buddha land. Nice. Thank you. Namaste. Lê Chú Gà, Lê Chú. Rồi đi. Yeah, YouTuber, look. Trong chưa, trong chưa. Yeah. Dạ 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 dạ. Đây đây đây, trước này, trước nữa nè. Trước. YouTube. Ở đây nào. Đi 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 thôi mọi người. Follow that one and go close by. Đi nha. Ngồi lần đầu ngồi tài xế luôn cả nhà. Ngồi trực ông tài xế luôn. Người em cũng to và xe nhỏ với người em to cơ nha. Đây ngồi lần đầu rồi. Khó nha, khó nha, khó nha, tài xế ngồi trước rồi. Em đó mà có cái cây á, có cái cây á, em bỏ lên quay em à. Em có cái cây em quay em ở phía trước luôn. Moment sir, moment. Where do we go now? Bodh Gaya. It's where your homeland? Airport. Yeah. Thank you. Let's go. Follow me. Rồi sư cô đi luôn nha. Follow me. Rồi đi thôi cả nhà mình ơi. Đấy. Okay, to go. Go. Xe tục tục. 6 chiếc cả nhà. Đó rất là vui ha, đi vậy rất là vui. Ok, chào. Xe hành lý luôn kìa. Hello mấy cô. Đây. Xin chào. Xin chào. Đấy. Đây ngồi trước tài xế chạy vậy không biết cái sao nữa. 10 cây số anh ngồi vậy anh quẹo xuống sống luôn á. Hồi lần trước luôn cả nhà mình ha. Đường xá ở đây thì giống như là thấy cũng ok. Nhưng mà được cái cỏ cây không à. Xe điện hả? Cái xe điện hay cái xăng ta? Cái xe điện hả chị? Xe điện. Xe điện. Nó kêu cái này là xe điện. Em có muốn qua sân thì nói ổng dừng lại cho qua sân nha. Qua sân nào? Em mới đánh, em muốn đổ qua đây thôi á. À, đây dừng, về dừng lại ha. Tiền phí qua cổng. Để em qua anh kia nha. Moment sir. Đâu nha. À, đi xuống các sư ngồi đi. Rồi các sư ơi. Rồi có các sư vui hơn á. Đang kẹt xe 6 chiếc. Quay đằng xe kìa. Thế Ấn Độ giống Việt Nam hả? Quay vòng ngoài quay đằng xe. Bây giờ em sẽ là người lái luôn ha cả nhà mình ha. Em sẽ là người lái với cái thầy có sợ không? Xe điện.
xe chất rất là nhiều đồ ha. Lần đầu tiên đi xe này đây. Dạ. Lần đầu tiên các sư đi xe này. Ở đây cũng giống Việt Nam thôi các thầy ơi. Khác gì ở Việt Nam đâu. Ngồi trên tay lái, ngồi trên kia khó, ngồi tay lái dài hơn nữa này. Ngồi đây này, đấy, chị không đang ngồi. Ngồi để ngồi đây nó mới thú vị. Để lái được, ok. Hướng chỗ. Không sao đâu. Không bôi gì tay ta. Ở thấy không? Chạy một tay luôn chứ không sợ gì ai, cũng chạy một tay. Bơi luôn đó. Đi vòng vòng ra luôn. Đó, 10 cây số nha. Chụp mấy sư cô cười tê tét luôn. Lần đầu cũng giống như mình đó, nhiều khi giống mình là lần đầu qua cũng phấn khích. Đây gọi là đi đua xe chút chút. 6 chiếc. Mấy chiếc? 6 chiếc. 4 chiếc à? 6 chiếc chứ. 6. Đây nè. 6 6. 6 chiếc. Cái gì đây? Có cái gì đây? Đi rồi đó, đi làm ăn nha. Cái đồ đang ngồi trên rộng hay gì á. Ăn xin kìa, ăn xin quá trời kìa. Ăn xin bên đường kìa. Ăn xin bên đường quá trời luôn. Ở đây thì mình mới được ngửi được cái mùi cước bò. Ăn ngửi mùi cước bò kìa nha. Cảm nhận được cái mùi cước bò rồi. Cá bây giờ nè. Mấy rút tắc chú lên kìa. 50. Chơi liệp chơi em, chơi liệp chơi em. Bên đây á là văn hóa người ta chạy xe bên tay trái. À, tay trái. Nó là bên, tại vì là thuộc địa Anh á, người ta lái xe bằng tay trái bằng đó, ta thấy nó xe bên phải không? À, người ta cứ tưởng mình cứ tới ngược chiều thôi nhưng mà ra là người ta đi đúng chiều. Tay trái à? Vâng. À đúng rồi, mình xe bên tay kia kìa. Mình đi xe bên kia chứ. Xe bên tay phải kìa. Bên tay phải. Đây. Mình cứ chạy bên phải, mình cứ chạy bên phải. Thế là người ta chạy cái trái xong thì người ta chạy người ta thấy là xe này chỉ cho là người chạy à, nên là chạy theo đường cái tay nhất lắm chưa khoảng ngày xưa không chạy nhanh đấy, bộ xe chạy nhanh đấy, bộ xe hoành đó chứ, chạy nhanh lắm mọi người, vượt kịp rồi đó. Tay trái thì vượt tay trái à? Em đi vô lăng thì ta làm đúng một chiều. Nói chung là nó mình bên phải mình vượt sau bên trái, mình là ta chạy bên trái là vượt vậy đó. Đấy là vượt lại ha, đấy lá cờ Trung Quốc nè, Nhật Bản, Thái Lan, nó xe điện vào đây. Mười cây số thì thôi tới đây sẽ quay trước cho mọi người xem nha. Airport này giới thiệu xung quanh này thấy là quân đội thầy ha. Con đò chứ, con đào tới đây ngồi thôi. Anh kêu mình tắt rồi mà anh kêu quay đi. Quay mày coi tao quay nè, mày coi tao lái nè. Đó, lái từ từ nha ông Cóc. Cóc kính xe bể không chịu thay đi trời. Anh này tí nữa anh đi thay thay cái kính xe đây nha. Anh nha, xe bể hết rồi nè. Ok. Ok ok. Con chào cô. Đấy. Em một tay luôn, tại cho trái luôn, quá đỉnh. Có. xe ta kính thấy còn ok, kính của ông này bể hết. Đường thì nói chung là cũng rất là nhỏ cả nhà, đường này đường nhỏ mà. Đường này chỉ có là một cái lane thôi. Xe này một cái nghĩa là một lane dành cho một xe, một loại xe thôi. Như ở Việt Nam mình có hai loại. Một loại xe máy, một loại xe xe bốn bánh. Đây một loại chạy chung hết. Đây này là vượt cái Ô, Tô Gaya.
बोध गया इनसाइड ở nhà cửa ta không xây hết nữa nha, ta xây nữa bỏ vậy. Không khí đây rất là nóng nha cả nhà nha, không có hề lạnh nha, đâu có lạnh đâu, chỉ buổi buổi tối chắc còn mấy chiếc xe sau cuối cùng rồi con chưa đây bay chưa. Mấy ông đó biết mà, chắc là mấy ông này biết. Kìa, ở bên kia có cái đền cái gì nữa kìa. Đây là giống như là này, giống như chỗ nội thất đấy, giống như Việt Nam giống thầy à, giống ở miền Trung chứ, miền Trung á, các bạn miền Trung là mình đi ít nhà Quảng Trị á, đúng rồi. Nè có sông nữa nè, rất là thú vị ha. Ngày xưa đâu có nhà đâu, cái nhà này nó ẩm thế kia kìa. Cái nhà xe cổ hay chị ung tùm hết á. Thầy cho trải nghiệm cái xe khách 16 chỗ hay là xe khách bốn mấy chỗ của mấy ông tài xế người Ấn chạy lái đâu. Ông lái hơi bị ghê luôn, ông lái ớn lắm. Để cắt lúa kìa. Để người ta đến cắt lúa kìa. Nếu không có một clip quay sơ sơ cho cả nhà mình xem thôi chứ không có nào quay chi tiết được. Thì con xe túc túc ở đây này, quay túc quá trời nè. Đi ngược chiều thấy không? Đó, tao đi đúng chiều đấy. Xe lít kìa. Xe quá hả? Ôi. Chắc chỉ một đống hàng thôi. Bùi quá cả nhà ơi, ở đây bùi quá. Cái này là cái gì? Cái này là trường học quá. Trường học. Trường học. Cái này là trường học. Ui dạ. Ở đây là bánh kìa. Ồ, ghế mấy con bé kìa. Ở đây bán bánh tiêu rồi thầy. Rất là thú vị cái nhà mình đây. Ngoài này cũng là phố lớn thầy ạ. À. Này có thấy là có thị trấn lớn thì thị trấn á. Có chứ. Tới chùa cả nhà mình ơi, chùa Thái cả nhà ơi. Đó tới chùa nè. Ở đây thấy con nít không à? Ờ, con nít bắt đầu đi chơi, đi theo mình đó. Nít bắt đầu đi theo mình nữa. Thấy rác xung quanh đây, người dân ta ở. Người dân người ta ở rác không à? Trong chùa cả nhà ha, chùa Thái. Ồ, chó to ghê. Đây, chùa to ghê. Chùa to chó hiền ha. Đấy, các cô tới nè, các cô tới là chó to quá cả nhà. Đấy. Đây chùa Thái à, có bao nhiêu phòng? Đấy, tới rồi đó thầy, mọi người. Lấy đồ xuống. Dạ. Lấy đồ lo, lấy đồ. Dạ. Lấy đồ xuống cái nhà mình đây.